Mời quý vị và các bạn theo dõi mục điểm thời sự trong tuần của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Trong tuần Ban Thường vụ tỉnh ủy họp cho ý kiến vào nội dung chương trình kỳ họp thứ tư Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 16, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2016, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2017 và một số nội dung quan trọng khác. Cho ý kiến vào nội dung chương trình kỳ họp thứ tư Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 16, đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14 tỉnh đề nghị Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp tục hoàn thiện nội dung chương trình kỳ họp, chuẩn bị tốt nội dung chất vấn và trả lời chất vấn, tập trung vào các lĩnh vực được dư luận và nhân dân quan tâm. Cho ý kiến và báo cáo kết quả phát triển kinh tế xã hội năm 2016, nhiệm vụ năm 2017. Bí thư tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan nhấn mạnh, năm 2016 mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, song kinh tế xã hội của tỉnh vẫn đạt được nhiều kết quả quan trọng. Kinh tế tăng trưởng khá, thu ngân sách đạt cao. Hầu hết các chỉ tiêu kinh tế xã hội đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. An sinh xã hội được đảm bảo, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, quốc phòng được củng cố, tăng cường. Cho ý kiến và báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2016 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2017. Báo cáo đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 của tỉnh. Bí thư tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan đề nghị các cấp các ngành trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, cần đặc biệt chú ý đến công tác chuẩn bị đầu tư, chủ động huy động nguồn vốn xã hội hóa để tránh nợ động trong xây dựng cơ bản. Về cơ chế chính sách khuyến khích đầu tư và phát triển doanh nghiệp, Bí thư tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh nghiên cứu sắp xếp, hoàn thiện văn bản đảm bảo phân định rõ giữa nội dung, điều kiện hỗ trợ và những cam kết hỗ trợ của Vĩnh Phúc nhằm khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào tỉnh. Cùng trong tuần, Ban chấp hành Đảng Bộ Tỉnh khóa 16 nhiệm kỳ 2015-2020 tổ chức hội nghị lần thứ 8 trội kiến và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh năm 2016, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2017 và một số nội dung quan trọng khác. Các ý kiến thảo luận tại hội nghị thống nhất cao với những nội dung đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2016, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017, nhất là những giải pháp quyết liệt của tỉnh nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắt thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội và đề xuất trong năm 2017 cần tăng cường triển khai các biện pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường. Sở ban hành cơ chế hỗ trợ dồn thửa đổi ruộng, có các giải pháp quan tâm đến tiêu úng, bảo vệ sản xuất nông nghiệp, tiếp tục giải quyết khó khăn vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng. Trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, cần nâng mức hỗ trợ đối với một số tiêu chí nông thôn mới để về đích đúng kế hoạch tăng cường công tác dân vận chính quyền ở cơ sở. Kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội 14 tỉnh nhấn mạnh đến một số mục tiêu trọng tâm của tỉnh trong năm 2017. Trong đó tập trung nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng cường sức cạnh tranh của nền kinh tế, khuyến khích khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, thực hiện hiệu quả kế hoạch tài chính trung hạn và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng, thực hiện tinh giản biên chế, đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện tốt các mục tiêu an sinh, phúc lợi xã hội, bảo vệ môi trường. Bí thư tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan đề nghị các cấp các ngành, các địa phương cần chủ động tuyên truyền chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, nhà nước và của tỉnh. Những vấn đề dư luận xã hội quan tâm để tạo sự đồng thuận xã hội. Thường xuyên tiếp xúc, đối thoại về cơ chế chính sách gắn với sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân khai thác tốt thông tin để thu thập ý kiến của người dân và doanh nghiệp, làm căn cứ để nghiên cứu, bổ sung hoàn thiện cơ chế chính sách và điều hành của bộ máy chính quyền các cấp. Trong tuần, đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trường đoàn đại với Quốc 14 tỉnh có buổi làm việc với Ban khoa giáo Đại truyền hình Việt Nam về công tác phối hợp tuyên truyền trong thời gian tới. Tại buổi làm việc, Bí thư tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan mong muốn Ban khoa giáo Đại truyền Việt Nam tiếp tục phối hợp tuyên truyền giới thiệu hình ảnh của Vĩnh Phúc đến với bạn bè trong nước và quốc tế. Trước hết là giúp Vĩnh Phúc tổ chức thành công chương trình truyền hình trực tiếp lễ kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh trên kênh VTV1 với tựa đề Vĩnh Phúc đi lên cùng đất nước vào tối ngày 28 tháng 12. Đồng thời chia sẻ kinh nghiệm của các địa phương khác đối với Vĩnh Phúc trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Lãnh đạo Ban khoa giáo Đài truyền hình Việt Nam cho biết qua buổi làm việc sẽ cùng với tỉnh Vĩnh Phúc xây dựng kế hoạch truyền thông cụ thể có trọng tâm trọng điểm tạo điểm nhấn của Vĩnh Phúc trên sóng Đài truyền hình Việt Nam để giới thiệu về đất và người Vĩnh Phúc cũng như những thành tựu kinh tế xã hội của Vĩnh Phúc. Ban khoa giáo sẽ phối hợp chặt chẽ với các ban chuyên môn của Đài truyền hình Việt Nam tổ chức thành công chương trình truyền hình trực tiếp lễ kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Vĩnh Phúc trên kênh VTV1 vào tối ngày 28 tháng 12 tới đây. Trong tuần để chuẩn bị cho kỳ họp thứ tư Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 16, các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã đi tiếp xúc cử tri tại một số địa phương trong tỉnh. Tại buổi tiếp xúc, các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông báo tới cử tri dự kiến chương trình, nội dung kỳ họp thứ tư Hội đồng nhân dân tỉnh. Tại buổi tiếp xúc, cử tri các địa phương kiến nghị một số nội dung như tỉnh cần quan tâm nâng cấp, sửa chữa một số tuyến đường bị xuống cấp; cần có giải pháp xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường tại một số khu vực, nhất là vùng nông thôn; cần có chế tài xử phạt đối tượng buôn bán hàng giả, vệ sinh an toàn thực phẩm; đẩy nhanh tiến độ dồn ghép ruộng đất. Đại diện các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã tiếp thu và trả lời các ý kiến kiến nghị của cử tri. Ông Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị huyện Đai Lạng, đã yêu cầu các cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân tỉnh sớm tham mưu cho tỉnh có biện pháp giải quyết kịp thời mọi ý kiến kiến nghị của cử tri. Cũng tại buổi tiếp xúc, đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã thông tin tới cử tri tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017. Đồng chí Nguyễn Văn Trì nhấn mạnh, năm 2016, với quyết tâm cao và sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, kinh tế xã hội của tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 8,6%, tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 28.500 tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2015 và đạt 110,6% dự toán. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Đồng chí Nguyễn Văn Chỉ đề nghị cử tri huyện Vĩnh Tường tích cực thi đua lao động sản xuất, chấp hành tốt chủ trương, chính sách pháp luật của nhà nước, đóng góp xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc ngày một giàu mạnh, phồn vinh. Trong tuần hội Chức thập đỏ tỉnh đã long trọng tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 7 nhiệm kỳ 2016-2021. Trong nhiệm kỳ qua, hội Chức thập đỏ tỉnh Vĩnh Phúc đã triển khai sâu rộng công tác xã hội nhân đạo, thu hút ngày càng nhiều cơ quan tổ chức, nhà hảo tâm tham gia. Kết quả phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc Gia cam và cuộc vận động mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo các cấp hội trên thập đỏ tỉnh vận động được hơn 200 tỷ đồng, trợ giúp cho hơn 600.000 người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đặc biệt, công tác hiến máu nhân đạo đã trở thành phong trào sâu rộng, một nghĩa cử cao đẹp trong các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Lực lượng tham gia hiến máu tình nguyện đã ngày càng mở rộng, tăng nhanh về số lượng người đăng ký hiến máu và số lượng máu tiếp nhận được. Số máu thu gom được bình quân đạt 13.000 đơn vị máu một năm, phục vụ cho việc cứu chữa người bệnh. Phát biểu tại đại hội, đồng chí Trần Văn Vinh, Phó bí thư thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Hội chữ đỏ tỉnh Vĩnh Phúc đã đạt được trên các mặt công tác trong thời gian qua. Để tiếp tục thực hiện tốt công tác nhân đạo từ thiện trong nhiệm kỳ mới, đồng chí Trần Văn Vinh yêu cầu các cấp Hội chữ đỏ Vĩnh Phúc tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy vai trò cầu nối, điều phối các hoạt động nhân đạo từ thiện trên địa bàn, góp phần tích cực thực hiện công tác an sinh xã hội của tỉnh trong tuần đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dự lễ cắt băng khánh thành công ty băng hi Tech Vina tại khu công nghiệp Bá Thiện, huyện Bình Xuyên. Đây là một trong những công trình được chọn chào mừng 20 năm tái lập tỉnh Vĩnh Phúc. Công ty băng hi Tech Vina là doanh nghiệp 100% vốn Hàn Quốc chuyên sản xuất camera. Đây là nhà máy thứ hai của tập đoàn băng Hàn Quốc nâng tổng số vốn đầu tư tại Vĩnh Phúc lên 70 triệu đô la Mỹ. Phát biểu tại buổi lễ khánh thành, đồng chí Nguyễn Văn Trì Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh biểu dương kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong thời gian qua, đặc biệt là những nỗ lực trong việc xây dựng đưa nhà máy thứ hai chính thức đi vào hoạt động, góp phần giải quyết việc làm cho lao động địa phương và đóng góp ngân sách cho tỉnh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Chỉ mong muốn trong thời gian tới, công ty tiếp tục đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh thành công hơn nữa tại Vĩnh Phúc. Trong tuần, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có buổi giám sát tại Ủy ban Nhân dân tỉnh về tình hình giải quyết kiến nghị của cử tri tại các buổi tiếp xúc cử tri trước và sau kiểu thứ hai Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh trước và sau kiểu thứ hai Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tiếp nhận 143 kiến nghị của cử tri. Các nội dung kiến nghị liên quan đến 9 nhóm vấn đề như xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, công tác vệ sinh môi trường, việc duy trì và phát huy các tiêu chí nông thôn mới, công tác giải quyết các vấn đề liên quan đến chính sách, giao thông, thủy lợi, những tồn tại liên quan đến dự án đường cao tốc nội bài Lào Cai và một số vấn đề khác. Ngay sau khi tiếp nhận các kiến nghị của cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao các đơn vị liên quan xem xét giải quyết và trả lời của cử tri. Kết quả đến nay đã giải quyết trả lời xong 25 kiến nghị, 79 kiến nghị của cử tri đã được giải trình, cung cấp thông tin, 38 kiến nghị còn lại tiếp tục được xem xét giải quyết. Kết luận buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Ngọc Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, ghi nhận những nỗ lực của Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác tiếp nhận và giải quyết kiến nghị của cử tri. Đồng thời đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cần tập trung chỉ đạo các sở ngành, các địa phương tích cực hơn nữa trong việc giải quyết các kiến nghị của cử tri, hạn chế tối đa tình trạng để tồn động. Trong tuần đồng chí Lê Duy Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có buổi làm việc với các nhà đầu tư của Cộng hòa Liên bang Đức do ông Nguyễn Hữu Tráng, tham tán thương vụ Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức dẫn đầu đoàn đến tìm hiểu môi trường đầu tư và khảo sát hạ tầng các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Duy Thành bày tỏ sự phấn khởi khi đoàn nhà đầu tư của Cộng hòa Liên bang Đức đến khảo sát các khu công nghiệp và tìm hiểu môi trường đầu tư tại tỉnh Vĩnh Phúc. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Duy Thành cho biết, Tỉnh Vĩnh Phúc rất quan tâm đến hai lĩnh vực các nhà đầu tư Cộng hòa Liên bang Đức đang sản xuất, kinh doanh là thu mua sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao và sản xuất đồ chơi trẻ em. Về dự án thu mua nông sản chất lượng cao tại tỉnh, tỉnh Vĩnh Phúc mong muốn sẽ được hợp tác để cùng nhà đầu tư sản xuất ra những nông sản chất lượng đáp ứng được những yêu cầu mà thị trường Đức đưa ra. Trong tuần Tổng cục Du lịch, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức công bố sản phẩm du lịch nghệ thuật tại Flamingo Đại Lải Resort. Phát biểu tại buổi công bố, Phó Chủ tịch UBND Dân tỉnh Vũ Trì Giang đánh giá cao nỗ lực của công ty cổ phần Hồng Hạc Đại Lải, công ty cổ phần đầu tư Hùng Vương đã mang lại những sản phẩm du lịch nghệ thuật hết sức đặc sắc tại Flamingo Đại Lải Resort. Qua chương trình này là dịp để quảng bá hình ảnh tiềm năng du lịch của Vĩnh Phúc với bạn bè trong và ngoài tỉnh. Chương trình thời sự của Đài Phát Thành Truyền Vĩnh Phúc đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.